Cơ quan chức năng xử lý vụ người đàn ông gây sự với đội công tác y tế. Sau khi đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông đạp đổ bàn của nhân viên y tế xuất hiện, không chỉ dân tình bức xúc mà công an cũng đã vào cuộc xác minh. Mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại việc một người đàn ông ăn mặc khá lịch sự, tiến đến bàn làm việc của nhân viên y tế rồi thể hiện thái độ bức xúc, đạp đổ bàn. Theo chủ đoạn clip, sự việc xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và người đàn ông này không bằng lòng với việc các nhân viên y tế để bàn làm việc gần nhà của mình. Mặc dù những người ở đó đã lên tiếng khuyên người đàn ông phải bình tĩnh thì mới giải quyết được mọi việc, song người này đã không hề nhượng bộ mà tiếp tục to tiếng. Không biết cái gì hết, sao có thể bình tĩnh được, mọi người sợ dịch bệnh, tôi cũng sợ chứ. Bên dưới đoạn clip còn xuất hiện bình luận đã giải thích cho tình huống khi đó. Sự việc là do đội bảo vệ và ban quản lý có ca nghi nhiễm COVID-19 nên tổ chức lấy mẫu ở cuối đường cho dân dễ tập trung. Nhưng ở khu vực đó là đất trống lớn, không có cây xanh, chiều gió giật rất mạnh, nắng gắt nên đội y tế mới chọn căn nhà bỏ hoang làm điểm làm. Trong lúc chuẩn bị làm, chị vợ nhà ấy có ra nhắc không được để bàn hành chính trước cửa. Sau đó đội mới đang dọn xuống đường để làm thì ông này tới đạp đổ liền mà không hề nói năng gì, cũng không cần biết đó là mẫu bệnh hay là không. Thời điểm đoạn clip xuất hiện vẫn chưa thể xác minh được thông tin chính xác, nhưng với hành động của người đàn ông này, rất nhiều người tỏ thái độ bất bình. Họ cho rằng việc gì cũng có thể từ tốn giải quyết bằng lời nói, chứ không nên động chân động tay, nhất là đối với các nhân viên y tế đang nỗ lực chống dịch. Trong ngày 22 tháng 7, Chủ tịch UBND xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, ông Lê Quốc Khanh cho biết đã nắm được thông tin về đoạn clip trên mạng xã hội này. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND xã Phước Kiển chỉ đạo Công an xã Phước Kiển mời người này về làm rõ, xử lý theo quy định. Ông Khanh khẳng định sự việc có phải diễn ra như mạng xã hội chia sẻ rằng người này không cho tổ công tác lấy mẫu trước nhà mình hay không, thì Công an xã sẽ xác minh, lập hồ sơ để xác định hành vi, xử lý, sẽ có kết quả báo cáo về UBND xã. Sau đó xã sẽ có thông tin kết quả xử lý. Trong lúc các y bác sĩ đang nỗ lực để chiến đấu với dịch bệnh, việc nhận được sự cảm thông, hỗ trợ từ mọi người là vô cùng đáng quý. Trên thực tế, không phải ai cũng có hành động giống với người đàn ông trong clip. Nhân viên y tế cũng không ít lần cảm nhận được sự ấm áp thông qua sự giúp sức của bà con. Chẳng hạn như là hồi tháng 6 vừa rồi, mạng xã hội cũng xôn xao về một đoạn clip nhân viên y tế ngồi trên xe cấp cứu, dừng lại mua bánh mì ven đường. Chủ quán khi đó không hề tỏ ra sợ sệt vì phải tiếp xúc với xe cứu thương, mà ngược lại lại vô cùng nhiệt tình, chuẩn bị đồ ăn và thậm chí là từ chối lấy tiền. Hay cách đây chưa lâu, chị Ngọc Mai ở thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định đóng cửa hàng trà sữa của mình để làm gần 600 ly nước chuyển đến tặng cho các bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Mặc dù gặp nhiều khó khăn từ khâu chi phí đến vận chuyển, nhưng vợ chồng chị Mai vẫn hoàn thành được ý định này, phần nào góp sức giúp nhân viên y tế đang vất vả làm việc. Hiện sự việc về người đàn ông nói trên vẫn đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều dân mạng.